có những cái gì mà rất là nặng của bác ạ. Khi mà cháu Khương nhận được món quà là cháu sẽ tranh thủ và lập tức là lên chào cho hai anh em luôn được bác. Gốc là cháu Châu đấy. Thế là bây giờ tác giả người ta chưa? Châu ơi. Chưa, hôm nọ em lại lấy về một con rồi. Để lấy một con đấy. Vâng, chú lại. Em ấy. Còn cái em được kia thì không biết là có chửa hay không. Em được này là cho các chị chở chửa rồi. Nhờ các chị chửa dặn em. Leo xuống nha. Leo xuống nhìn cái đường này đeo cả kính vào nữa. Giờ mà dân đáng có nhìn thấy đường không? Cho bà ngắm thôi nào, quay ra đây cho bà ngắm. Chắc bây giờ là ra đường là không ai nhận ra nữa đâu nhé. Cháu Khương xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả mọi người đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Các bác thân mến, ngày hôm nay thì cháu lại có nhận được một món quà rất là lớn. Không biết là bên trong là có những cái gì và được cô giấu tên ở dưới Bắc Ninh gửi lên cho hai anh em Hưng Thuận. Và ngày hôm nay thì cũng là ngày cuối năm rồi cô bác ạ. Thì cháu cũng có tranh thủ là nên trao quà cho hai anh em. Đấy, món quà rất là lớn. Và bây giờ thì nhà hai anh em thì ở tít dưới kia các bác. Thì cháu sẽ đi xuống và trao quà cho hai anh em để cho hai anh em trong cái Tết năm nay là có quần áo cũng như là những đồ sắm Tết để các bác gửi lên cho hai anh em. Thì cháu sẽ trao nốt trong năm nay các bác. Bây giờ thì xin mời quý bác anh chị sẽ đồng hành cùng cháu Khương để đi xuống thăm hai anh em luôn các bác nhá. Cái món quà rất là lớn được các bác gửi lên thì cháu cũng tranh thủ là sẽ mang lên cho hai anh em luôn các bác. Cái công đường mà cháu di chuyển đó là để xe ở phía dưới kia và đi bộ xuống dưới này để trao quà cho hai anh em các bác ạ. Cái công đường đi hai anh em kia cũng khá là gian nan các bác. Không có đoạn đường nào là đi dễ cả. Nên là xe thì không đi được. Đấy, toàn là đi bộ thôi các bác ạ. Xe thì vứt ở nhờ trên kia. Hôm nay lên thì nhà hai anh em vẫn còn nắng quá. Bên trong không biết là có những cái gì mà rất là nặng của bác ạ. Khi mà cháu Khương nhận được món quà là cháu sẽ tranh thủ và lập tức là lên trao cho hai anh em luôn được các bác. Vì nốt trong nay và ngày mai thì cháu Khương cũng sẽ nghỉ Tết, không còn làm nữa nên là hôm nay với cả ngày mai cháu sẽ dồn hết thời gian để đi trao quà cho các hoàn cảnh mà được các bác gửi món quà lên cho thì cháu sẽ trao nốt đấy các bác. Cái ngôi nhà mà các bác có thể quan sát thấy là ngôi nhà của hai anh em rồi các bác ạ. Đấy, cũng gần đến rồi. Sợ nhất là đi xuống dưới này chật chân thôi các bác. Còn ruộng thôi. Xung quanh nhà em Hưng thì cũng một phần là dần dần thì có một hai thửa ruộng, còn ở bên xung quanh bên kia thì là của họ hết chứ. Khấn ơi, Khấn ơi, đây này các bác, đây là cái vườn rau của em Hưng này các bác. Hôm trước là có được cô giấu tên ở Bắc Ninh là cũng gửi những cái giống rau lên thì được em Hưng với cẩn thận là cũng gieo rồi. Bây giờ cũng thấy lên một chút rồi các bác ạ. Chắc phải ra riêng là được ăn rồi. Xuân ơi, anh em khổng nhà sao? Cái đấy thừa các bác. Xuân ơi, Xuân
Đi đâu rồi? À, đang phải làm gì đây này? Làm gì đây? Đây, đây. Không thấy đang thưa. Thái cỏ cho con dê đông. Thái cỏ á? Anh thái cỏ cho trâu đấy. Đồ, cái này cho trâu. Đây là trâu à? Thì cái gốc cho trâu cũng cái ngọn cho con dê. Đây. Trộn với các bác đây. Mạnh lên. Em Thuận là sao con em phát đi cho em Thuận là không, mà nhồi vào. Không làm được đâu. À, tay hết nhỉ? Thử mấy lần cho Thuận làm. Cho ít một thôi. Nó nhiều quá. Thuận cắt không được này. Đây các bác. Một em nhỏ cùng con trai ở nhà là làm đủ công việc luôn các bác. Bây giờ là phải thái cỏ là dùng bằng tay cắt thôi. Không có máy. À cái đoạn gốc của nó là nó nhiều ấy quá nên là cắt hơi khó nhỉ. Đúng rồi. Đoạn là gọi là nhiều lá hơn. Cái công việc thì hàng ngày là hai anh em là tự làm đấy các bác. Thế còn cắt cỏ, cắt cho dê, cho bò, cho trâu ăn là cứ phải dùng cái dao cắt tay để cắt cho con dê của mình ăn. À cái ngọn của nó là cho dê à? Đúng rồi. Gốc là cho trâu đó. Thế là bây giờ tất cả người ta chưa? Trâu ơi. Chưa, hôm nào em lại lấy về một con rồi. Để lấy một con đấy. Vâng, chú lại cho nuôi một con, nuôi con bực đấy. Phải nuôi một con á. Ừ. Bây giờ là phải nuôi dõi một con nè. Đúng rồi, bởi vì có chả có trâu cày cho nên là phải nuôi thôi. Bởi vì không có trâu để cày em. Không có trâu để làm ruộng ấy. Chúng là cứ phải nuôi dõi như thế nhỉ. Mang về cái con hôm trước là thuần rồi lại mang giả người ta xong là lấy con mới về. Cũng là con hôm nọ luôn đấy. À, con mới hôm nọ anh em mình thuần đấy. À con đấy là người ta cho nuôi rồi à? Vâng. À thế là cũng tốt đấy nhỉ. Bây giờ cũng sắp thuần rồi. Không có thì phải chịu khó luôn. Người bé là phải nhảy lên đấy. Nhảy lên mới bấm được xuống đấy. Hay là con dao cùn quá? Không cùn đâu, chắc đi chứ. Không chắc làm sao mà được như vậy. Người của Thuận bị côn rồi. Cần là bây giờ là càng ngày càng lớn rồi nhỉ. Yeah. Để anh cắt cho. Càng ngày càng dài ra mà không lên cân. Cần dài người ra một ít. Em chào các ông các bà đi. Em chào các ông các bà. Nhìn sang bên kia chứ, nhìn vào bên kia mới các bà mới nhìn thấy chứ. Em chào các ông các bà. Rồi, quên mất nào. Em chào các ông các bà. Cắt nhanh lên để anh đi trao quà cho em. Hôm nay lại có quà đấy. Rồi. Anh nghĩ là ở trong đấy là có giày cho em Thuận rồi. Đấy, ở đây là công việc này thì cũng Cương cũng khá là quen được quá. Nhà ông bà cũng có nuôi một con. Rồi. Ở nhà cũng chỉ cắt thôi. Cái này mà không có rồi là cắt tay đấy. Cái này là phải linh hoạt một tí không rồi. À, ngọn của nó là tận dụng là cho dê ăn, còn gốc là cho trâu để ăn. Nếu mà mình cứ nuôi ở nhà như thế là mình có phân để bón ruộng nhỉ? Tiện. Cái phân chuồng của dê thì mang đi trồng ngô. Tốt anh ạ, trồng ngô. Đấy lên cho đi trồng ngô hết cái phân chuồng dê ấy. Đi vào cho trồng ngô. Cái cỏ mà nó ăn thừa ấy, lấy gốc đi. Đấy, đốt thì nó khô lắm, phải đến mùa tháng 4, tháng 5 kia thì mới đốt được anh ạ. Bây giờ nó còn ẩm lắm. Mùa đông nó vừa mới lên. Vừa mới qua nó rất là ẩm luôn. Nó nắng ngoài hơn mình đốt không nào. Rác một phần đi, chất một phần là tốt. Dê cũng ăn cũng rất là tốt luôn hôm nay. Ăn cũng nhiều phết đấy nhỉ. Ăn tốt là vui rồi. Sợ là nó không ăn đâu. Em cũng chỉ sợ thôi. Đứng đầu ăn thì em không sợ. Mang lên là gặp rất là nhiều vấn đề, hai anh em đau đầu phết. Vất vả lắm. Cơ bản là
không hẳn là vất vả, các bạn em chưa biết cái cách để nuôi ấy. Giờ thì ngày nắng thì em mới thả, còn ngày mưa là nhốt. Nhốt luôn. Ăn phải cái nốt xương xương kia là nó không được, nó hay bị tiêu chảy lắm. Không biết là cho nó đừng có nếu mà thì cả nắng nhá, đừng có thả sớm. Em cũng phải tầm độ 11 giờ, 11 rưỡi mới thả. Là bình thường là em cho nó ăn ăn một lúc xong rồi em mới thả nó, nó nhanh hơn. Ví dụ như bây giờ không có cỏ thì em tiết kiệm, thì buổi sáng là em cho nó ăn, nãy cho ăn một tí rồi. Xong là một lúc nữa là mình thả nó đi, nó ăn no nhanh hơn. Một bó như này thì có cho ăn được một ngày không? Này một ngày em cũng tính một ngày đấy. Thế là bây giờ nhất là phải đi lấy về mấy bó để sau chút nữa. Vâng. Hôm 28 em đi lấy cái này có 28 nhỉ? 28 rồi, 29 rồi. Đúng, 28 chứ. 29 rồi. Tháng này thiếu ngày à? Không thiếu, 29 rồi. Đây là lấy mai nữa là lấy là vừa rồi. Mai lấy đấy. Ừ. Mai chuẩn bị 3-4 bó. Mấy ngày Tết là em không thả đâu, cho ăn hết. Đúng rồi. Ăn tốt thì mới tốt lên được. Có hai con kia sắp đẻ rồi sao? Sắp đẻ á? Ừ. Đẻ thì mừng quá. Tình hình là phải hết tháng 3, hết tháng 4 này là đẻ rồi. Nếu mà nuôi nó mà cứ... cứ đẻ như này thì nhanh hơn nhỉ? Đúng rồi. Con chết kia chắc là con đầu ấy, con đẻ ấy là đã đi mang đi chôn, con bụng to đùng rồi. Cái kia nữa là không ấy chứ đẻ rồi. Còn đẻ thì dây này chắc nó để nó chưa phải là con mẹ, chắc đẻ một con thôi. Ừ. Nếu mà là con mẹ rồi đẻ mới lớn, đẻ hai con thì cũng nhanh mà. Chỉ cần nó đẻ thôi, không quan trọng là bao nhiêu cả, cái đây là cái lộc của mình thôi. Nó đẻ không mong sao là nó đẻ con cũng được rồi. Ừ. Nuôi những con nó ăn cỏ này thì nó hơi mất em một chút, nhưng mà nó không tốn cái thứ như là gạo, cái ngô, nó đỡ hơn. Thì cần mình bỏ cũng ra thôi, không cần là phải đi lo gạo với cả cám nó ăn như này. Nếu mà có cái ổn định thì dê ổn định như thế, em nếu mà có dê nó đẻ rồi thì có nó không đứa nào mà ổn định thì bán được thì em lại chuyển sang đào một cái ao để nuôi cá. Nó không tốn cái kinh phí để mình cho nó ăn đấy. Ừ. Cho nó thả cứ phải nó dài thôi. Đúng rồi. Ngày 1 ngày 2 thôi. Tính để cắt cho dê, cho cái này cho dê. Cái dê á? Này, chuyển sang cho dê. Thế là bây giờ là phải này nguyên lắm. Thế cái này tách ra để cắt con dê chứ. Cái này. Cắt con dê cho dê ăn xem thử xem nào. Ngày hôm nay khá lâu rồi anh không nhìn thấy đàn dê của em ăn. Ngẫu nhiên mà em cũng rất là thích ăn cái con rào này. Em cái này lên để cháu ôm con trâu ăn, nhưng mà bằng vây mà không ngon. Đợi em tí nhé. Thích không? Chúng tôi phải thích không? Ngày hôm trước là đi chợ là đeo cả pin tai vàng ấy cô bác. Này, chắc là đeo một thời gian là gì rồi á? Nào gì để đeo cái loại cái dây kia kìa, nó mới không gì. Cái này dài à? Đúng, dài hơn xíu. Đoạn có một miếng như là rách hết rồi. Dài rồi, này, chắc nó ăn đặc tiếp. Giúp chúng ta ăn cắt à. Cái này là ngọn của cỏ nên là thận không cắt được nữa. Để cho thận làm những cái công việc hàng ngày, nhưng mà chúng cháu không đến thì là hai anh em là tự làm hết. Như là cắt cỏ trâu này cũng là em thận với lại em làm thôi. À cái này thì nó còn lá nên là cắt dễ nhỉ? Ừ. Dễ lắm anh nhỉ? Nhanh. Dẻo tay thôi.
rất là nhanh. Kể ra nó biết ăn sạch thì sướng mà. Bỏ phí một số cái mà nó cũng không ăn ấy. Mình thả đi ăn thì nó ăn cái lá giá đấy thì nó ăn nguyên cây ngọn rồi anh. Thả đi ăn nguyên ngọn nó không ăn thế này đâu. Hôm qua là mình nhốt lại thì cái lá này nó mới ăn. Đúng rồi. Không mình cứ thả đi điên luôn rồi em thả luôn rồi. Thả nó không ăn trồng cỏ đó. Em thả vào cái vườn cỏ với nó nhai đúng. Đúng rồi. Mấy đúng cái ngọn con con đây. Với em mọc ra là nhai hết. Gì thả đi nó phá lắm. Thế thằng thầy tả ấy nó chạy nhanh lắm. Nếu mà có rừng mà trồng cỏ cho mang đi thả thì sướng. Bây giờ làm vườn ấy, thả dê sướng lắm. Anh Liêu thích mua được cái đất ở rừng mà làm khoảng mấy hắt. Chăn đàn dê rất to vào, nhiều vào thì sướng lắm. Mày cắt ít một thôi chứ. Ít một thôi. Cắt bằng này được không tí nữa nó. Cắt nó, nhiều nó khô ấy. Khô nó lại không ăn ấy. Cái này cái sao đây thằng này cắt khô cắt hộp cái kia phải vén ra cho thuận nhá, hôm qua cho nó ăn đấy cho nó ăn một tẹo chắc là khô hết. Bây giờ cắt tết là bắt đầu là nó nóng lên này thì tháo bạt ra thôi. Đúng rồi thì mùa đông này thôi. Em vẫn phải để vài hôm nữa cho nó nóng đấy, cho nó nắng bây giờ vẫn chưa ấy đâu, vẫn chưa nắng hay đâu hay ấy lạnh đâu, còn lạnh đấy. Qua tầm đến tầm tháng 2 âm tính ra là nếu mà không luận là tháng này là tháng 2 rồi anh ạ. Đây của nó bị nhiệt nhất tháng. Anh em cũng gieo mạ cho nó nọ. Gieo chưa? Gieo rồi. Gieo mạ rồi. Cái kia biển che đi. À đây. Cái chỗ trắng trắng kia đúng không? Đúng rồi. Nọ em gieo rồi, em mới thuận gieo rồi. Con này cũng sắp lên rồi đấy. Sắp thành búp con. Đấy, đây cái gà. Đẻ trứng ở đây ạ. Cá. Ừ. Đẻ ra. Đẻ rồi. Đẻ được mấy quả rồi? Đẻ hai con. Cá có như đẻ để ý, chưa để ý. Con dê. Ba con. Làm chuồng rất là sạch. Đấy, hai anh em chăm rất là tốt quá. Rồi thôi ơi, rồi. Đấy cái này sắp khô nó còn. Nó mới nắng. Con này hình như là chửa rồi đấy nhỉ? Chửa. Đấy bụng to đấy. Con này cũng chửa đấy. Em ơi. Còn cái em đực kia thì không biết là có chửa hay không. Em đực này là cho các chị chở chửa rồi. Nhờ các chị chửa dặn em. Thôi phải quét rồi, thôi đây. Cái này kệ nó cho nó khô đấy. Nó khô để quét. Ăn đi. Có cái chỏm lông rất là đẹp. Con này bướng lắm, con này hút suốt ngày rồi. Nó béo nhỉ. Ê, khoa nào hôm nay là kia nè. Mấy ăn tí rồi. Để ít một thôi, để nhiều là nó kiểu nó ăn một lúc xong là nó bị dính cái nước bọt. Đúng rồi, dính nước bọt nó là không ăn đấy. Kiểu thứ nhất là nó kiểu nó ăn chung nữa. Thổ tả này bọn này lại ăn khôn lắm. Dính nước bọt nó là để một lúc là độ 30 phút sau là nó khoan đâu. Thế này em vứt xuống đường sàn rất là nhiều cỏ. Đây là nắng lên là em mang phơi ra mà đốt. Nó xong cái phân của nó đi bỏ. Mình đi lên này chắc là không nhìn nó quen nên nó không ăn đấy. Rau của em lên chưa? Rau em lên đấy ạ. Lên thăm mấy nhỉ? Chưa đây. Đấy được anh ạ. Ê. Để lấy bạc. Đấy. Đấy mạ đây à? Đấy. À lấy cái bạc này che thì nó lạnh nó không lên được rồi. Lông. Gieo cả hai gói à? Đúng rồi. Chưa thì nếu mà trong cấy không hết thì ai dùng đến thì cho người ta một ít. Vâng. Làm. Cái này bừa bộn quá. Giáo bừa sách. À. Đây là rau này là của em đấy, của cô giáo tên chồng đúng không? Vâng. Đấy. Tốt đấy nhỉ, trồng nhiều thế, nhiều cái này em chỉ gieo lên thôi.
gieo lên một ít xong là em bắt đầu nó bắt đầu tách ra trồng được ấy. Em à, nghĩa là chuyển đi chỗ khác trồng đúng không? Khác nó mới lớn nhanh. Cái em gieo này nó không lớn đâu. Em gieo này thì mấy đứa bây giờ nó lên được thì mấy đứa cho phân nào. Bây giờ trước có đã cho phân thế nào? Cho lên. Thì sao em không cần gieo nhiều thế đâu. Em gieo một luống xong là như kiểu luống như kia. Gieo lên xong em tách ra em trồng như này thì nó mới lên nhanh. Đấy. Đúng không? Như cái rau dền với cả rau sàn lách kia thì cái cải cúc này thì không được. Cải cúc kia thì em gieo như thế thì được. Còn cái cải ngồng, cải cái kia mình phải tách ra để cải mèo trồng. Kia đúng không? Trồng thì đây cái luống này là cải mèo, hai luống cải mèo. Còn luống này là rau ấy, cải cúc. Qua ra thì anh ra lấy ít về cho. Anh mang về chỗ anh kia cũng có đất mà. Anh làm một cái vườn nhỏ để anh trồng. Ra riêng là bắt đầu lớn đấy. Đi vào đi nhỉ? Đi vào để anh trao qua tí. Này em mới thuận muốn làm mà mất thời gian độ gần một tiếng đấy. Gần một tiếng để xong cái vườn này đấy. Bây giờ mấy đứa em chuyển cái vòi nước lên trên cho nó ấm đủ. Lấy cả rau trên đấy. Cái nọ bên xá bảo cho cái tách này. Ăn tách đâu? Cắt xá được hết mà. Được nhưng mà mỗi nhà em là không được ấy, chắc lại cắt đi đâu. Chắc lại chuyển cho ai ấy. Đấy, không có người là nó ăn luôn. Ừ. Thì gì nữa. Bắn kia, cắt ra. Cắt thằng nào cái mới. Cắt thêm cục thì thôi. Cô muốn qua đi đây, lên đó, đi. Em cũng nghĩ mặt thế nhỉ. Đấy, để của xe đi khó phết đấy, nó to ấy. Chiếu em chưa mua thì anh chỉ mua cho đúng không? Vâng. À, chiếu giải như này là tốt đấy. Bây giờ ngồi đây vui luôn nhỉ? Vâng. Muốn quà thì anh cũng mới nhận được thôi. Đợt là cô giáo tên thôi. Cô giáo tên thì cũng gửi khá lâu rồi, tại vì là giáp Tết này bên vận chuyển là nó rất là nhiều hàng nên là nó hơi chậm một chút, không là anh trao cho em lâu rồi. Em kiếm cho anh cái dao hoặc cái kéo đi. Em căn gọn đấy. Cái món quà thì là cô cũng gửi khá là nhiều đấy, thì vì là cô gửi cô là không muốn là tiết lộ thông tin, vì trước giờ thì anh cũng có nói với đợt em có nói chuyện với cả cô ấy đó. Đấy là cô cũng muốn giấu kín vì cô là làm việc cũng không muốn là cho mọi người cũng biết và gửi cho anh em là thương hai anh em như kiểu là người con rồi, thì rất là yêu mến hai anh em. Thì hôm nay cô hôm trước ấy thật là anh ra bắt gặp là em Thuận đấy đang đi học về lấy củi đấy kia là giày cũng bị rách hết, thì cô muốn là gửi thêm cho em Thuận là đôi giày, chắc là bên trong này có cả giày đấy. Vâng. Như này anh nghĩ là bên trong hôm trước là anh đang bảo mua rồi, cô bảo là thôi không phải mua đâu, cô đang gói là gửi lên cho anh rồi, chắc là bên trong này có cả giày, chắc là có. Bọc kỹ quá, cô rất là bọc rất là chắc chắn luôn. Dài lắm. Để băng dính thì dài rồi. Tay nhé, phải nhé. Rồi cứ bỏ ra. Đấy, lại có cái hộp nguyên vẹn. Một cái hộp luôn. Lại không biết đâu, là một thùng rất là to bụng luôn. Đây, ui giời ơi, cứ mở ra lần đầu tiên là nhìn thấy cái phong bì rồi. Ừ. Đây, bà giấu tên lại cặp. Đấy, bà có ghi là giấu tên này nên là không tiện là sẽ đọc tên bà. Tên bà cũng có để trên này nhưng mà bà bảo là đọc là giấu tên của là bà giấu tên Bắc Ninh gửi cháu Hưng Thuận là được. Nghe tí sẽ cuối sau nhỉ. Xem bên trong này có những cái gì đã. Thuận nhắm mắt lại, không được. Ôi giời ơi. Ui giời. Đây này Thuận ơi. Cái này của em. Của em nhỉ. Cái ba lô. Không, cái ba lô này là của Thuận. Cái ba lô mới luôn nhá. Cái sách, cặp sách đi học ấy. Thì trước là cái sách, cặp sách là bị thủng hết rồi. Bây giờ còn cái mới rồi.
anh em. Đây không biết là có cả đồ ăn đấy, cô bảo là nếu mà nhận được là mang đi trao luôn không là sợ bị hỏng ấy. Đây này, cá này. Ôi, cá này mới là cá ngon này. Đấy. Cá khô. Khô ngon. Đây, cái loại cá bé này nữa. Ô, cái này mà đi làm em là cái này rang ấy, rang xong ăn cơm nó ngon lắm. Sức khỏe. Cái này là cái này. Cái này là em thấy có không được khen. Không được khen. Không được khen. Đi nhìn ra chỗ khác. Úi giời, mới được kìa. Thật là nhiều quà lắm nha. Đây, kẹo. Đây là kẹo. Hóa cúc. Đây, kẹo. Đấy, nhiều kẹo lắm kìa. Cô thấy có nhiều kẹo lắm. Hai cố mới về một thứ này. Ôi, Campuchia luôn rồi. Ôi, kẹo lạc. Cũng hai gói luôn. Hai gói luôn. Ô, cột thận to hơn. Ô, cái này cho anh. Đây, phải luôn. Hết rồi. Còn đấy. Còn. Đây là mưa. Đây là mưa này, anh em mới cái này. Cái này là cái túi là đựng đồ này. Vâng, cái này chắc là đựng cái chăn. Đấy, cái, đúng rồi, chăn. Cái bây giờ mùa hè về là gấp nóng lại, nên là phải gấp là cất gọn vào. Vâng. Và bây giờ cái bên trong này vẫn còn nữa, không biết là cái gì đây. Anh nghĩ là giày. À, úng. Úng này. Úng này là của... Em cái này nhỉ, mềm nhỉ. Cái này cũng là úng đi cấy. Đây, của Thuận là hơi to đấy. Mở ra xem vừa không? À, cái này là ủng dài này. Ui, đang chuẩn bị mùa cấy rồi anh ạ. Đây là tô. Em đi xem có vừa không? Em đi xem vừa. Ui, sai to lắm, chắc là vừa. Càng to càng thích cái này. Cái này là mình đi vào là nó không bị dính bùn rồi. Có cái này mà đi thuần trâu nhỉ. Đấy, tiện quá. Rồi, quá là tiện. Đây đi bùn cũng được. Dài ngoằng luôn. Bên này là còn có cái gì? Cái này cái gì nhỉ? Không được. Nhắm mắt lại. Không được. Nhắm mắt lại. Bịt mắt bắt cơm dê. Bịt mắt lại. Ôi giời. Ôi giời cái gì nhỉ? Giống giày của anh đấy. Đấy, giày mới luôn. Đấy, giày trắng này là đi Tết nha. Đừng đi bẩn nhá. Không được đi bẩn nhá. Bẩn là anh bẩn là không được đâu đấy. Phải đi sạch sẽ vào. Ôi, cái này còn cái ui, cái này không phải của Thuận đâu. Không phải đâu, không mở ra anh nha. Không mở đâu, không mở đâu, không phải đâu. Đây. Bơm. Có bơm này. Cái này cái gì đây? Khẩu trang. Của anh chứ không phải của Thuận. Đấy, bơm mới đây, bơm này, bơm vào như kiểu là công chúa luôn này. Đâu thử chưa? Bỏ cái ra xem nào. Ôi, từ từ đây, anh cà cho không? Xem có xinh không? Ui, quá là xinh. Ôi, cái kính đâu nhỉ? Cái kính không đâu nhỉ? Kính đâu, mang kính ra đeo. Đâu, đây nha. Mang kính này, lấy. Ôi, chưa đeo quả kính, nhìn ngọc chất lắm. Cất ở đâu ấy? Ừ, cái này là... Ôi, sao lại có cả cái đen đen đây này? Cái này là... Sáng, à, sáng. Đeo đi, cũng như một cái. Đeo thủy. Đeo ngược. Thuận ơi, nhanh lên. Mất cái này chưa? Mất một cái mà, ba cái mà. Anh một cái, Thuận một cái, anh một cái. Của em không sáng. Không rồi, cái của Thuận không sáng. Bấm nút trên này. Úi giời. Đẹp chưa? Đeo cái kính vào đúng rồi, nhưng mà sợ đeo xong không kịp. Đeo xong không kịp thấy đường đấy. Đeo cả kính vào nữa. Giờ mà ra nắng có nhìn thấy đường không? Cho bà ngắm thôi nào, quay ra đây kìa, cho bà ngắm. Cho bây giờ là ra đường là không ai nhận ra nữa đâu nhé. Sắp thành người kinh rồi. Ừ, quả kính chắc là đi chợ được lúc đi chợ đi quả kính là chất lượng nhất này. Trong được cái cặp kính ngoài ra còn có cái lá thư mà cô gửi nữa, không biết là bên trong này có những cái gì đây để cô ra để đọc luôn. À đây rồi, à đây cô có ghi khá là nhiều. Em đọc hay Thuận đọc à? Thuận đọc đi xem nào. Đấy. Ba gửi rất là nhiều quà, em phải đọc cho ba nghe chứ. Đọc đi. Nhanh lên. Xong rồi tí là bà không cho quà bây giờ đây này. Cho anh trai đọc đi. Anh trai đọc à? Thế em đọc đi.
Hồi trước em viết thư còn rất là hay, bây giờ em đọc chẳng lẽ không biết đọc. Ừ, đẹp thế, đọc đi. Để anh đọc cho nhanh. Thì em chỉ đọc bằng mắt thôi. Là mồm nó không nói được anh. Ôi là cô là gửi từ ngày 19 rồi. Ngày 19 tháng 12 2023 rồi, đến ngày hôm nay là 29 âm rồi. Thì cháu mới nhận được quà của cô. Là cháu cũng tranh thủ là trao nốt cho anh em ngày hôm nay, thì cháu cũng nghỉ Tết. Thì hôm nay cháu mới nhận được. Do là thời gian Tết rất là nhiều hàng mà trên bên bưu điện với cả bên Viettel, bên vận chuyển ấy thì rất là lâu. Nên là hôm nay cháu mới nhận được. Thì hôm nay thì cháu cũng xin phép cô là sẽ đọc cái lá thư của cô gửi đến cho hai anh em. Không biết là bên trong cô ghi những cái gì nhưng mà cô cũng biết khá là nhiều. Thì cháu cũng xin phép cô là đọc cái lá thư của cô gửi đến cho anh em nhé. Cô là cô không muốn là tiết lộ thông tin. Cô là cô đọc là cô giấu tên ở Bắc Ninh. Bà giấu tên ở Bắc Ninh. Ngày hôm nay bà lại gửi chút quà lên cho anh em để thêm phần ấm áp tình thương, tình cảm như là con cháu của bà, cháu Hưng ơi, bà nghe cháu Khương đọc những khó khăn của hai anh em đã trải qua bao nhiêu năm tháng mà bà xúc động quá. Hưng tuy ít học nhưng mà viết tình cảm hay quá. Cháu đang ở trong hoàn cảnh không có bố mẹ thì mới nghĩ được như vậy. Bây giờ bà rất tin tưởng ở cháu rồi. Nhưng cháu ơi, đi đâu hay làm việc gì cháu nên hỏi ý kiến của anh Khương, anh Quyền, anh Trình nhé. Đi đâu thì bảo với Thuận để cho em yên tâm. Hưng à, bà thấy Thuận khóc mà bà thương quá. Chỉ có hai anh em thôi, cháu đừng để em đi tìm lang thang như thế, nguy hiểm lắm. May mà có cháu Khương giúp đỡ. Cháu Khương sống rất tình cảm, nhiệt tình, quan tâm đến hai anh em. Cô cảm ơn Khương rất là nhiều. Khương tốt quá. Hưng ơi, hãy để bà coi hai anh em là con cháu ruột của bà nhé. Đừng để bà thất vọng ở cháu. Bà luôn theo dõi cuộc sống của hai cháu. Bà giúp được gì thì bà sẽ giúp. Hôm nào nhận được quà thì bảo anh Khương gọi điện thoại cho bà nhé. Tết đến nơi rồi, bà chúc hai cháu ăn Tết vui vẻ, đầm ấm nhé. Bà chào hai cháu. À, đấy là em có nghe được chưa? Là lần sau có đi đâu thì có thể là thông qua anh hoặc là anh Trình, anh Quyền nhé. Vâng. Đấy thì là bà rất là quan tâm đến hai anh em. Bà coi như là hai anh em bây giờ là giống như là cháu ruột của bà rồi. Bà rất là yêu quý hai anh em. Bây giờ là cái món quà mà anh mang lên đến cho hai anh em của bà giáo tiên ở Bắc Ninh thì anh cũng mang lên khá là nhiều rồi. Bà rất là yêu quý hai anh em nên là đừng làm thế nào thì làm, đừng có để cho bà cũng như là tất cả mọi người đang yêu mến hai anh em để mọi người thất vọng với em nhé. Cố gắng để làm sao mà lo cho cái cuộc sống tốt hơn. Để em phần cũng, toàn bộ cái này là của anh không? Đúng rồi. Cái công việc thì bây giờ là cũng được các bác yêu mến rồi. Cũng mua được dê về, cố gắng để chăm dê, nếu mà sang năm là có thể là một số con là đẻ được hết. Vâng. Cứ bây giờ con dê là mình nuôi chỉ có mất ra công một chút thôi, chứ không mất về cám hoặc là cái gì cho nó ăn thì cũng tốt thôi. Vâng. Nuôi bằng cỏ này rất là tốt. Thì hôm nay thì anh cũng khui nốt cái món quà để trao cho em rồi. Đấy, bây giờ phần là cái giày mới cũng có rồi. Tôi nghĩ là giày này cũng sáng hay sao hết Thuận ạ? Cũng sáng rồi. Có sáng không? Đấy thì là cái món quà thì anh cũng trao cho em rồi. Là cũng đủ hai. Hình như không sáng đâu. Anh không biết là sáng không? Không sáng đâu, không sáng. Ừ. Trước hình như là thấy cô gọi cho anh gọi là sáng mà.
tí sẽ gọi cho cô xem nào, gọi cho bà xem nào. Không đi nữa, tí đi đi rửa chân đã, cái này phải xem chân sạch mới đi chứ, không bẩn chứ. Đấy, hôm nay thì có món quà thì cháu cũng đã trao tặng cho hai anh em đến trước Tết rồi. Cũng cảm ơn cô rất là nhiều, cô đã đồng hành cùng cháu Khương cũng như là giúp hai anh em Hưng Thuận là có cái cuộc sống tốt hơn rồi. Đấy, cũng hai anh em là có duyên với cô cũng khá là nhiều, đã gửi phần quà rất là lớn, từ cái món quà rất là nhỏ là được cô là mua lên cho hai anh em. Đấy, từ cái ăn cái mặc là cô rất là lo cho hai anh em rất là nhiều. Bây giờ là con cũng thay mặt hai anh em cảm ơn cô rất là nhiều. Cô đã trao tặng tấm lòng vàng cũng là yêu thương đến cho hai em. Chúc cô và gia đình trong năm mới có một cái Tết thật là ấm cúng bên gia đình. Khi nào mà để em Thuận lớn hơn một chút thì cháu Khương sẽ dẫn hai em, nếu như mà cô không lên đây được thăm hai anh em thì là sang năm, ví dụ như nếu như mà làm nhà xong có thể là cháu sẽ em Thuận được nghỉ hè, cháu sẽ dẫn hai đứa đi xuống thăm cô một chuyến ở Bắc Ninh. Đấy, có muốn đi không? Có. Đấy, Thuận có muốn đi không? Có. Khi nào đi thăm bà một chuyến nhỉ? Bà là chắc là không lên đây được rồi vì là đường rất là ngoằn ngoèo nên xe xe nữa cũng không thể nào mà lên được. Khó lắm này, lên trên đây đựng cái kính này đúng không? Đấy, cho những cái đồ vào. Cái này là để vào cho cảm nhá, khi nào thích thật là kết quả cho bà. Em là em gửi lời cảm ơn đến bà giáo tin đi Thuận. Không sao, không sao đâu. Thuận này, Thuận gửi lời cảm ơn đến bà đi. Thuận cảm ơn bà, đầu tiên con chúc bà và cho những người thật sự nhiều may mắn trong cuộc sống bà nhé. Còn em Hưng ạ. Con xin được cảm ơn bà giống tin ạ. Con chúc bà và gia đình trong năm mới có thật nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống bà. Bây giờ thì có lẽ là có nhiều cái thế, có 3 cái rồi đây vẫn còn nữa. Nhiều thế. Nhiều thế. Cái này dùng cái một thôi nha, không được vứt lung tung đâu nha. Hỏng hết đấy. Hỏng hết đấy. Cháu không được. Rồi. Là bây giờ là có 3-4 cái à, 5 cái rồi, 5 cái điện. Lại dùng hết một cái nó hết điện là dùng cái khác nhá. Không được dùng nhiều nó phí đấy. Đây này. Bây giờ là Tết là đeo cái này đi quá là đẹp rồi. Phải nói là ở trong này chỉ có em Thuận có thôi. Chắc là cái này. Tết là bây giờ là cũng đầy đủ hơn rồi đúng không? Còn thiếu cái gì nữa không? Thịt là mua về chưa? Thịt mua rồi anh ạ. Thịt mua rồi đúng không? Bánh kẹo có rồi. Còn bánh chưng, bánh chưng thì có gạo nếp không? Có anh ạ. Em tự gói hay là mua về đây? Tự gói. Tự gói đúng không? Gói cái kiểu bánh cái dài dài đấy đúng không? Hay bánh gói vuông này đấy. Gói dài dài. Gói dài dài kia đúng không? Đây, bây giờ thì cái Tết năm nay là cũng được các bác yêu mến là gửi cho hai anh em khá là nhiều quà. Trong năm nay là hai anh em có đầy đủ hơn rồi. Cũng cảm ơn tất cả quý cô bác anh chị và mọi người đã yêu mến hai anh em, lo cho hai em có cái cuộc sống tốt hơn rồi. Tuy rằng thì cái ngôi nhà thì cũng chưa có thể là đủ kinh phí để mà làm. Sáng năm thì cháu Khương sẽ tiếp tục là giúp hai anh em kêu gọi làm sao để cho hai anh em có được cái ngôi nhà xuống dưới kia để hạ sơn. Ở trong rừng này thì cũng rất là nguy hiểm. Bây giờ nhiều quà lên thì cũng rất là cần thiết đến cho anh em, thì còn những cái nào mà chưa cần thiết thì cháu Khương cũng chưa mang lên. Khi nào mà làm nhà xong thì cháu sẽ mang lên để cho hai anh em thu nốt đấy bác. Còn nội dung ngày hôm nay thì video đến đây thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Cháu Khương cũng xin phép làm phép lại video tại đây thôi. Chúc tất cả quý cô bác anh chị đang theo dõi trên kênh Minh Khương TV, chúc các bác có năm mới tràn đầy hạnh phúc bên gia đình và đón một cái Tết thật là vui vẻ bên gia đình của bác nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong nội dung tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Xin chào các bác. Chào công các bà.